Đây là các đội ghe xuất phát thi đấu cuối cùng để giành được tấm vé vào vòng 32 đội chạy đua ghe ngò ống bóc 2020. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng Trường Dương xem các đội ghe này xuất phát như thế nào nhé. Đây là lượt trận thứ tư nha quý vị. Sang kia nghỉ bơi luôn vậy.
bạn vừa xem xong các đội ghe thi đấu lượt trận thứ tư để giành tấm vé vào vòng 32 đội để đua ghe ngò ống bóc 2020. Và bây giờ là trọng ghe cuối cùng. Thì Dương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.